nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, sau đây là câu chuyện về một bạn trẻ trên con đường đi tìm ơn gọi của mình, đang đứng giữa sự phân vân cuộc sống trần thế và bước theo Chúa. Bạn trẻ này đi tu vì mẹ mong muốn như vậy. Liệu đúng hay sai? Mời cộng đoàn cùng theo dõi và để lại ý kiến dưới bình luận video. Đi tu vì mẹ. Ngày còn bé, nó được mẹ dắt đi đến nhà thờ tham dự thánh lễ, đọc kinh, chầu thánh thể và nhiều việc đạo đức bình dân khác. Ngày thuở nhỏ, khi nhìn những bạn giúp lễ được đứng cạnh cha trên cung thánh, được cầm những đồ dùng trên đó, nhìn thấy hay hay, rồi đến lúc nó được xưng tội rước lễ lần đầu, nó cũng muốn xin vô lễ sinh và mẹ nó đã xin cho nó tham gia vào. Trong những năm tháng phục vụ trong công việc đó, nó cảm thấy thích thú, hăng say, tuy cũng có lúc mệt mỏi, nản lòng mỗi khi dậy đi lễ sáng, nhưng không sao, nó vẫn vượt qua cơn mê ngủ đó được. Bỗng một ngày mẹ nó nói với nó, mẹ đi tu đi. Ra đời làm khổ cực lắm. Lúc đó nó chẳng biết đi tu nghĩa là gì nên cũng im lặng. Nhưng khi tham gia các hoạt động trong giáo xứ, nó được một lời mời gọi nào đó và nó về nói với mẹ. Mẹ ơi, con muốn đi tu, muốn tham gia vào nhóm dự tu của giáo xứ. Nó cũng chẳng biết ai mời gọi nó và rồi mẹ nó cũng đáp lại với vẻ vui tươi đồng ý cho nó được đi sinh hoạt. Nó được nuôi dưỡng ơn gọi đó là từ nơi chính gia đình của mình và đặc biệt là từ mẹ nó. Rồi đến ngày nó rời khỏi nhà để đi học xa, nó đến nơi Sài Thành, ở trong một lưu xá của nhà dòng. Điều này giúp mẹ nó yên tâm hơn rất nhiều. Nó sống ở đó hết 4-5 năm đại học và rồi nó muốn tìm một công việc. Nó có một tình yêu và muốn tiến đến đời sống gia đình. Nhưng nó chưa dám rời đi vì nó vẫn đang còn vướng bận một lời mời gọi nào đó, như là muốn nó đi tu. Nó gọi về nhà, mẹ nó vui lắm vì nó vẫn còn ở nơi lưu xá đó. Cũng có nghĩa là nó vẫn muốn đi tu. Nó không dám xin mẹ ra ngoài vì sợ mẹ nó buồn, vì mẹ nó bị bệnh tim và nhiều bệnh khác nữa. Và có đôi khi nó nghĩ không lẽ mình đi tu vì mẹ muốn, vì mẹ ép buộc, vì để cho mẹ vui. Nó cứ nhìn vào điều mẹ muốn là điều tiêu cực. Tại sao nó không nghĩ khác hơn, nghĩ xa hơn, là mẹ nó không muốn thấy nó cực khổ bồn ba với cuộc sống bên ngoài, cuộc sống chạy theo đồng tiền. Và tại sao nó không nghĩ rằng mình chấp nhận đi tu có lẽ là do Chúa gọi mình thông qua người mẹ của mình. Hay mình thử đi xem sao, biết đâu Chúa gọi mình thật. Vì mẹ muốn nên nói đi, thì coi như một phần nào đấy là đang báo hiếu cho mẹ, tỏ lòng tri ân, biết ơn đến đấng sinh thành của mình, là bỏ đi ý riêng của mình, để khi như thế cả nó và mẹ nó đều vui lòng. Và đến lúc nó không còn hợp với đời sống này nữa, thì nó cũng không thất vọng mà mẹ nó cũng thế. Nhưng suy cho cùng nó vẫn chưa hiểu được, vẫn chưa biết được mình phải đi đâu, đi theo con đường nào. Nó không dám đi theo một tiếng gọi mà nó không nghe thấy. Nó chỉ đang nghe thấy những thứ ở thế gian đang mời gọi nó. Hãy cầu nguyện thân tình với Chúa để có thể nghe tiếng Ngài gọi trong thinh lặng, mạnh mẽ bước theo Chúa đến trọn đời. Và nếu có đi tu vì mẹ, cũng hãy cán đáng nhé. Tác giả bài viết: Người hành khất. Chắc hẳn ở đây ai cũng đã từng suy nghĩ đi tu phải không? Nhưng lại thắc mắc mình có ơn gọi hay không? Đúng vậy, Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta về với Ngài. Có khi ý tưởng đi tu được xuất phát từ người nào đó nói ra, hay con đi tu đi, hay xuất phát từ tâm trí chúng ta, những lúc ta thấy có một điều gì đó làm ta phải suy nghĩ lại mình. Thiên Chúa thật tuyệt vời vì Ngài mời gọi các bạn trẻ không chỉ những người giàu có mà cũng có cả những người nghèo vật chất nhưng lại giàu đức tin. Bạn còn nhớ khi sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ, mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Rồi mẹ đáp, xin vâng. Bạn có thấy một điều là Thiên Chúa đã phải xem ý kiến của Đức Trinh Nữ Maria, chỉ khi mẹ đáp xin vâng thì ngôi hai mới nhập thể làm người. Ở đây, Thiên Chúa cho chúng ta sự lựa chọn, Ngài muốn chúng ta cũng đáp xin vâng để đi theo công trình mà Ngài đã dựng sẵn. Như bạn thấy, sau khi mình chuẩn bị bước vô đại học, lúc đó bạn mới có cái nỗi niềm mong muốn đi theo ơn gọi. Thật tuyệt vời vì chính Chúa đang mời gọi bạn, Ngài muốn dùng cuộc đời bạn để làm tôn vinh Thiên Chúa. Vậy tại sao không cho bạn ơn gọi sớm hơn nhỉ? Thật ra, tuổi 18 là lúc bạn bắt đầu trưởng thành. Thiên Chúa muốn bạn trong thời gian học tập tìm hiểu về mầu nhiệm ơn gọi, tìm hiểu về đời tu là gì. Thiên Chúa cho bạn thời gian chuẩn bị để xác định kỹ bạn có muốn dâng hiến cuộc đời của bạn cho Chúa không? Bạn có muốn Thiên Chúa phác họa cuộc đời của bạn không?
Ơn gọi của mỗi người đều khác nhau. Thập giá của tôi có khi là tình yêu, của bạn có khi là gia đình. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Ơn gọi trong khi đại học cũng có điều tốt. Thời gian đó bạn có thể sửa đổi mình. Mình có thể học hỏi và nói chuyện với Chúa qua việc đọc Kinh Thánh. Mình chịu khó đi lễ Misa hay như mình phục vụ mọi người. Ơn gọi ở đây nói đến một cách từ từ và chậm rãi, mà Thiên Chúa muốn bạn từng ngày trở nên hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài muốn bạn qua ngày này ngày khác để nên thánh. Đi tu bạn sẽ gặp nhiều thử thách, nhưng ơn Chúa sẽ soi sáng cho bạn. Chẳng hạn như Thánh Phêrô đi theo Chúa, còn chối Chúa 3 lần. Thật vậy, đi tu là sửa đổi lại mình. Nếu vấp ngã thì bạn đứng dậy đi tiếp, vì Thiên Chúa của anh em nhân hậu biết bao. Hãy nuôi dưỡng ơn gọi và hãy trân trọng nó. Cho Shinu. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.